Xin chào cả nhà. Tối nay Lan chia sẻ món đùi gà Lan ốp chung với bột cho nó giòn mình chiên. Rồi ở đây thì Lan có một chút xíu bột ngọt, chút xíu muối, đừng có nhiều quá. Dầu hào, tỏi với củ hành Lan xay nhuyễn, dầu ăn. Rồi Lan ốp nó, rồi Lan đem đi chiên. Thì chiên xong rồi thì mình mới làm cái sốt. Sốt chung với sốt chuối nha bà con, nghe hơi ngộ ngộ nha. Sốt chuối này nó vị chua chua ngọt ngọt, ăn cũng ngon lắm. Rồi Lan gãi mè lên, mời bà con vào bếp với Lan nha, mời cả nhà. Lan để củ hành vô, củ hành với tỏi, chút xíu muối, chút xíu bột ngọt, dầu ăn, rồi dầu hào. Bắt lấy cái đùi gà chùi cái này cho nó xuống. Cái đùi gà Lan khứa nó gì nha bà con, cho nó thấm á, với nó dễ chín hơn nha. Khứa nó hai khứa gì để thôi, nó dày quá khó chiên nó lâu chín lắm. Lan khứa nó gì đó. Rồi bây giờ Lan bỏ đùi gà vô, mình trộn, mình ốp nó. Còn hai cái. Rồi bây giờ mình để đây cho nó thấm đi nha. Nãy giờ Lan ốp nó thấm mà bây giờ Lan bỏ đồ, bỏ để bột vô nha. Bột vô chút xíu Lan chiên đó. Giờ phải làm bằng tay nha bà con. Bọc bột này Lan mua ở shop Tàu, bột chiên tôm hoặc mình chiên gà gì cũng được, nó có vị giòn nha bà con. Lan để bột vô. Rồi xong, để đây Lan đi bắt dầu lên Lan chiên á. Lan rang mè đó nha, cái này một mè đen với mè trắng hai độ này, nó nhanh lắm bà con ơi, đứng kiều kiều mấy cái thì gọi nè, nó vàng rồi đó nha, mình tắt lửa nha. Rồi dầu nóng rồi nha, đang bỏ gà vô. Nó 8 cái luôn bà con, cho có hai chồng cặp đã luôn, cặp vô gà. Quên nói lộn đùi gà chứ nói vô gà, trời ơi. Nhiều khi trong đầu mình đang suy nghĩ cái này cái mình nói thành cái kia bà con, khổ dễ sợ chưa. Để mọi người thế lắm.
Cái này là nửa chén, nửa chén sốt chuối với một con cà với chuối. Rồi bây giờ đang để miếng miếng vô, đang để chút xíu đường vô, chút xíu muối vô, đang trộn nó lên. Để chút xíu nước lạnh vô nha. Lan không có để bột ngọt ra mà con chút xíu muối với đường thôi nha. Thêm một chút đường nữa. Chua chua ngọt ngọt mới ngon. Rồi. Để đây chút xíu nữa mình mới nấu nó sôi lên. Nó rất thương cầu lắm, thương chó mà nó thương thằng mấy cầu ba. Tối nay bà nội làm đồ ăn ngon rồi nè, cho mày ăn nha. Đồ mặn đào đào đào. Ôi dăm dăm. Cái cháo dầu nó đầy nhóc luôn mà con ngu. Chiên gì nó mới chín chứ, mà lửa cái này dầu ít quá nó không có chín đâu. Rồi bây giờ đi gà được rồi nhé, đang bớt lửa lên gấp nó ra. Cái này không phải mình là chiên chỉ bột hơi thôi nha bà con, chứ không phải là mình giống như chiên Kentucky nha. Cái này mình chỉ kia chiên bột nó hơi thôi, ít thôi chứ không có nhiều. Rồi bây giờ Lan để sốt vô Lan nấu cho nó sôi lên nha. Cái này nêm nếm thì tùy theo khẩu vị mình đi nha. Cái này thì nó hơi chua chua ngọt ngọt mới ngon nha bà con. Đây bây giờ gà rồi Lan chắc ra cái dĩa. Cái sốt được rồi nha bà con. Bây giờ Lan tắt rồi. Lan tắt lửa nha. Lan tắt lửa này qua. Qua mình chế lên trên nha. Xin chào cả nhà. Tối nay Lan chia sẻ món gà chiên giòn sốt với chuối và cà. Nghe hơi ngộ ngộ nha bà con, nhưng cái dè đó sốt đó ăn rất là ngon. Lan ăn cũng nhiều lần rồi nên mới giới thiệu cho bà con nha. Nó vị nó chua chua ngọt ngọt, mình chiên giòn như gì là mình chan nó lên thì ăn giống như là gà chiên chua ngọt vậy đó, mà cái vị chuối. Là sau đó Lan có để chút xíu mè lên cho nó thơm. Mời cả nhà ăn tối với gia đình Lan nha, món ăn đơn giản bình dân ở Úc thì thôi. Thì Lan biết nấu sao Lan chia sẻ vậy thôi chứ không phải là thợ nấu nha. Bà con có yêu thích Lan nhớ đăng ký ủng hộ giùm, thành thật cảm ơn. Xin chào cả nhà, bye bye bà con. Bye bye.